thưa các bạn, nhân vật tôi đã nói hết với Ngân những suy nghĩ và tình cảm của mình, và anh muốn Ngân dứt khoát, không có gì do dự và ngại ngần nữa. Trước thái độ và tình cảm ấy, Ngân rất vui và thuận theo ý anh. Hai người có những ngày bên nhau hạnh phúc ấm áp, cùng nhau chia sẻ công việc chụp ảnh tráng phim. Nhân vật tôi hạnh phúc khi được chăm sóc người yêu. Họ tạm biệt nhau. Nhân vật tôi trở lại chiến trường với bộn bề công việc, bài vở. Mặc dù khó khăn vất vả, nhưng anh vẫn vững tin. Dẫu rất đau lòng trước sự hy sinh của đồng đội hay mất vì sốt rét, anh vẫn cố nén lòng để hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc chiến cam go vẫn còn ở phía trước. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Anh nói những điều như trên là để em hiểu rõ thêm về anh, đồng thời để lấy cơ sở mà giải thích cho em về một số quan niệm của anh về cuộc sống. Như em đã biết đấy, anh cũng có một nơi sinh, nhưng lại chẳng có một quê hương cụ thể nào cả. Anh sinh sống và lớn lên ở nhiều vùng của Tổ quốc. Trên mỗi mảnh đất ấy, anh đều có những kỷ niệm yêu thương, đều thấy gắn bó với nó và đều có thể coi nó là quê hương của mình. Anh quan niệm rằng mảnh đất nào mà tại đó mình sống những ngày có ý nghĩa, mình có những kỷ niệm thân thương, thì mảnh đất ấy là quê hương của mình. Sở dĩ anh nói với mọi người quê anh ở Hải Dương là vì đó là địa bàn công tác đầu tiên của anh. Từ đó anh thực sự bước vào đời. Cũng với quan niệm ấy, bây giờ anh có thể nói rằng miền Trung Trung Bộ là quê hương anh. Không gọi nó là quê hương sao được, vì khi mà tại đó anh đã sống những năm tháng sôi nổi nhất của tuổi trẻ, đã bước những bước tiến quan trọng nhất của cuộc đời, đã cống hiến một phần nhỏ bé sức lực và trí tuệ của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bên cạnh đó, bây giờ anh lại có em. Một cô gái anh rất yêu và cũng rất yêu anh. Điều đó càng làm anh gắn bó hơn với mảnh đất này. Anh rất biết ơn mảnh đất đã rèn luyện anh, đồng thời đã đem lại cho anh hạnh phúc. Em là một trong những nguồn hạnh phúc lớn lao của anh đấy, em thân yêu ạ. Cứ mỗi lần nghĩ tới em là anh lại thấy lòng mình dạt dào tình yêu, cháy bỏng nhiệt tình. Và anh thấy cuộc đời đẹp đẽ quá, đáng sống quá. Trong những giờ phút ngắn ngủi bên em, anh muốn ngắm nhìn em thật kỹ để in sâu hình ảnh của em vào trái tim anh. Để khi xa em, hình ảnh ấy lại hiện lên rõ nét trong óc anh. Trong những ngày nằm điều trị, không có việc gì làm, anh càng nhớ em da diết. Và dường như đêm nào anh cũng thầm nói chuyện với em. Thấy như em đang ở bên cạnh anh. Biết rằng em cũng rất thương nhớ anh, luôn luôn nghĩ đến anh. Anh thấy trái tim mình được sưởi ấm lên rất nhiều. Nghĩ về em, anh lại nghĩ đến tương lai của chúng ta. Ngày ấy không phải gần lắm, nhưng cũng không xa xôi lắm và nhất định sẽ đến. Ấy là khi cuộc đấu tranh của chúng ta để gìn giữ và xây dựng hòa bình đã giành được những thắng lợi to lớn hơn bây giờ. Khi anh hoàn thành nhiệm vụ trở về, chúng ta sẽ ở bên nhau. Khi ấy, nhất định anh sẽ đưa em về Hà Nội thăm gia đình. Anh sẽ nói với bố mẹ rằng, thưa bố mẹ, con đã đem về gia đình ta một người con đấy hả? Và rồi, bố mẹ sẽ đón em bằng tình cảm nồng thắm, bằng không khí ấm áp thực sự gia đình. Anh sẽ đưa em đến thăm ngôi trường cấp 3 Trưng Vương, nơi đã chắp cánh cho những ước mơ của anh, đưa anh bay bổng vào cuộc đời. Anh sẽ dẫn em đi dạo mát ở đường Thanh Niên, ngắm nhìn những chiếc thuyền của những đôi trai gái êm trôi trên mặt hồ Tây, giữa ánh trăng thanh.
đón làn gió mát rượi của mặt hồ bao la. Trong làn gió ấy, có hương thơm ngan ngát của hoa sen, lại có lời thủ thỉ tâm tình của những đôi trai gái yêu nhau. Chắc rằng chúng ta sẽ hòa vào làn gió ấy lời ân ái dịu ngọt của chúng ta, của anh, của em, của hai người đang yêu nhau tha thiết. Anh sẽ dẫn em đi dạo chơi ở công viên Thống Nhất. Tại đó có nhiều hoa lắm, hoa hồng, hoa cúc, hoa thực dược, hoa huệ, hoa lê ơn, hoa nhài. Hoa nào cũng khoe màu sắc rực rỡ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Hoa cứ nhởn nhơ trước gió, như thể yêu chiều hết thảy mọi người như thế. Nhưng chẳng về với riêng ai cả, bởi vì hoa là của chung xã hội. Đi giữa vườn hoa ấy, em cũng là một bông hoa xinh đẹp, nhưng có điều khác là bông hoa ấy chỉ biết chiều anh thôi. Bông hoa ấy là của riêng anh. Em hãy tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào tương lai em nhé. Tương lai đầy hạnh phúc sẽ đến với chúng ta nếu chúng ta biết yêu nó một cách thực sự, biết chiến đấu hy sinh vì nó. Anh nghĩ rằng nỗi đau xa cách hiện nay của chúng ta cũng là một sự hy sinh cho tương lai. Chắc rằng rồi đây chúng ta sẽ còn phải xa nhau, sẽ còn phải hy sinh tình cảm riêng tư nhiều hơn nữa. Anh tin rằng cả anh và em đều sẵn sàng hy sinh như vậy, đều có đầy đủ khả năng vượt qua mọi thử thách của nó để giữ vững mối tình này. Em sẽ đợi anh nhé. Chúng ta sẽ đợi nhau nhé. Chúng ta còn rất trẻ, còn có nhiều thời gian để đợi nhau mà. Trước đây nhà thơ Liên Xô Simondov có viết bài thơ Đợi Anh Về. Em ơi, đợi anh về. Đợi anh hoài em nhé. Mưa có rơi rầm rề, ngày có dài lê thê, thì em ơi cứ đợi. Ngày nay chúng ta cũng đợi nhau như vậy. Nhưng chúng ta sẽ không phải đợi nhau trong mưa rầm rề, ngày dài lê thê, mà là trong những ngày ấm nắng mặt trời, những ngày sôi nổi của cuộc đời. Xa nhau thương nhớ nhau, nhưng chớ sầu bi mà hãy biến nỗi nhớ thành nhiệt tình công tác, học tập để rút ngắn thời gian xa cách lại. Biết nói sao đứa em nhỉ? Chuyện yêu đương dài như năm tháng chẳng bao giờ nói hết được. Đọc những dòng trên em hiểu thêm về anh. Em có thấy anh gần gũi với em hơn trước không? Đấy, anh cũng sinh ra từ một gia đình lao động, cũng đã từng chịu khổ từ nhỏ, cho nên anh rất quý những người lao khổ khác. Hoàn cảnh gia đình em chẳng những không làm cho em cách biệt anh, làm cho em hổ thẹn như em tưởng, mà ngược lại lại đáng làm cho em tự hào và càng làm cho em hòa hợp với anh. Em đừng nghĩ rằng đồng bào miền Bắc đều là những người giàu sang, đều sống cuộc sống phú quý như bọn tư bản trong này, cách biệt hẳn những người lao động. Hoàn toàn không phải như vậy. Hầu hết những học sinh, sinh viên, cán bộ, kỹ sư ở ngoài ấy đều xuất thân từ đồng ruộng, nhà máy, đều đã chịu những nỗi cay đắng của cuộc đời, đều chịu chung cảnh nước mất nhà tan. Chỉ từ khi miền Bắc được giải phóng, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì cuộc đời họ mới được sáng sủa lên, được học hành. Lúc này, học hành trở thành niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm của mỗi một người dân đối với Tổ quốc. Học là để tiếp thu tri thức khoa học mà xây dựng đất nước, chứ không phải học là để xây dựng chỗ đứng cao cho cá nhân mình, để khinh miệt và đè nén những người khác. Rồi đây, quê hương chúng ta cũng sẽ tiến lên như miền Bắc. Nhịp độ xây dựng phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi có nhiều người lao động có kiến thức khá. Muốn đáp ứng tốt yêu cầu ấy, mỗi người chúng ta đều phải tích cực học tập em mà. Em cũng phải học nhé, học nhiều hơn nữa, vì anh mới học được ít lắm. Em cũng phải học, học cho siêng năng. Khi chưa có điều kiện vào trường lớp chính quy, thì chúng ta tự học. Học các lớp bổ túc văn hóa, học qua sách báo, tài liệu khoa học. Ở bệnh xá,
Có những quyển sách về y rất hay, vừa dễ hiểu vừa bổ ích. Anh đã đọc và anh lại nghĩ đến em. Giá như em có những quyển sách đó thì rất có lợi cho công tác chuyên môn của em. Tiếc rằng anh không xin được về cho em. Tuy nhiên, bây giờ miền Bắc cũng đưa vào khá nhiều sách. Nếu chịu khó tìm kiếm thì cũng có những sách cần thiết mà đọc đấy. Em thương yêu, đã có lúc nào em nghĩ đến ngày chúng ta sẽ chung sống với nhau chưa? Anh đã nghĩ như vậy đấy em à. Ngày đó tất nhiên sẽ đến. Anh nghĩ rằng muốn cho khi về ở với nhau, chúng ta sống hòa thuận hạnh phúc, thì trong quá trình yêu nhau, chúng ta phải tìm hiểu nhau thật nhiều, thấy được ưu điểm và cả nhược điểm của nhau, thấy được những điểm phù hợp và cả những điểm chưa phù hợp nhau để cùng tìm cách giải quyết, đưa đến chỗ phù hợp nhau hoàn toàn. Có điều trở ngại là chúng ta ít được ở gần nhau quá, ít có thời gian ngồi trò chuyện với nhau. Để vượt qua trở ngại đó, anh nghĩ cách tốt nhất là chúng ta sẽ viết cho nhau thật nhiều. Viết về mình để người yêu hiểu. Viết về những suy nghĩ của mình, về quan hệ giữa hai người, về tình cảm yêu thương và cả những điều băn khoăn của mình, những điều mình chưa hài lòng ở người yêu. Trong thư gửi em, anh có nói rằng anh cũng thấy ở em có một số nhược điểm, song không phải là nhược điểm cơ bản có thể sửa chữa được. Bây giờ anh xin nói về một số nhược điểm ấy nhé. Nhưng trước hết, anh mong em hiểu rằng anh nói ra những điều sau đây không phải là để chê bai em, mà là để em thấy rõ thêm mà thôi. Điều đó cũng thể hiện niềm tin yêu của anh đối với em, thực sự muốn chung sống với em. Nếu không thì anh nói làm gì, phải không em? Trong quan hệ với mọi người, em hồn nhiên cởi mở, được nhiều người mến. Điều đó rất tốt. Song như thế vẫn chưa đủ em à. Vì bên cái hồn nhiên cởi mở còn phải có sự dịu dàng, ý tứ, hay như các cụ thường nói là phải nết na. Người ta nói rằng em hơi lanh chanh. Anh thì chưa thấy như thế, nhưng cũng phải thừa nhận rằng trong cách đối xử có lúc em chưa được khéo léo, ý tứ. Có lúc người khác viết thư, em lại đứng xem rất tự nhiên, thậm chí đứng sau lưng, vịn vào vai người ta mà xem, mặc dù người đó là con trai. Không nên như thế em à. Cần thể hiện tính tự trọng mình và tôn trọng người khác. Em thử nghĩ xem, nếu em đang viết thư cho anh mà có anh chàng nào đó đứng xem thì em có khó chịu không? Do vậy, phải giữ ý em nhé. Thấy người khác đang đọc hay đang viết thì không nên xem. Có khi phải tránh đi cho người ta viết tự nhiên là khác ấy. Trừ trường hợp người ta cho phép mình xem. Anh đã gặp trường hợp một người chồng nhận được thư người khác gửi cho vợ. Anh ta giữ nguyên như vậy về đưa cho vợ, chứ không tự ý bóc ra xem. Như vậy là anh ta biết tôn trọng vợ đấy em ạ. Có những lần đến nhà, em đã làm anh không vui. Tuy đó là những chuyện nhỏ nhặt thôi. Nhỏ nhưng cũng cần xử sự cho đúng. Tại sao em vào nhà, anh mời em ngồi mà em cứ đứng mãi? Đưa nước em uống mà em không chịu cầm, cứ dùng rằng mãi trước mặt mọi người. Làm như vậy anh không vui đã đành, lại còn mọi người nữa chứ. Họ sẽ nhìn vào mà chê cười cả hai đấy. Chắc em cũng biết đó. Trong phép lịch sự thông thường thì khi có khách đến nhà phải mời khách ngồi uống nước. Đó là lịch sự cần thiết, không phải là khách sáo đâu. Và khi mình vào nhà người khác, họ mời thì mình phải ngồi, họ đưa nước thì mình phải cầm lấy. Nếu mình không muốn uống thì cũng cầm lấy rồi để xuống. Nếu mình thấy cần để người khác uống thì cũng cứ cầm lấy và đưa mời người ấy uống. Như vậy có phải là vui vẻ cả không? Có khi anh bảo em mà em không nghe. Anh nói với em những lời thân ái mà em đáp lại bằng những lời khô khan. Có khi anh biết em nói nhỏ như thế nhưng không nghĩ như thế. Nhưng đã không nghĩ như thế thì nói làm gì? Anh nghĩ rằng khi đã yêu thì cần trải lòng chân thật với người yêu. Nghĩ sao nói vậy, yêu nói yêu,
giận nói giận. Khi yêu thì âu yếm nhau, khi giận thì phê phán nhau, chứ đừng có thái độ nước đôi, thoát thế này, thoát lại thế khác, khó hiểu. Có người con gái khi sắp yêu thì rất ngoan ngoãn, nghe lời người con trai. Nhưng khi yêu rồi, được người yêu chiều chuộng thì trở nên hậm hĩnh bướng bỉnh, luôn luôn làm khổ người yêu. Lẽ ra phải biết nghe lời người yêu hơn nữa và cũng phải chiều chuộng lại người yêu mới phải chứ em nhỉ? Em không phải là người con gái như thế, nhưng anh nhắc em trước để em tránh. Em có đồng ý không? Thực ra khi yêu thì người ta có thể làm nũng người yêu tí chút, nhưng phải trong điều kiện có riêng hai người thôi và dứt khoát, không phải là sự nhõng nhẽo bướng bỉnh. Anh nói như vậy không phải là anh khô khan đâu. Trái lại, anh sẵn lòng chiều em rất nhiều nếu sự chiều chuộng đó không làm hại em. Còn có chuyện này, anh thấy cần nhắc em để em chú ý. Ở trong này, anh gặp rất nhiều cô gái rất vô ý. Khi nói chuyện với con trai, lại đứng dựa hẳn vào võng người ta. Có khi lại tựa hẳn vào người ta. Khi cần lấy một vật gì nằm khuất sau người con trai, thì không đi vòng để lấy, mà với qua mặt người ta. Thậm chí lại áp cả những bộ phận cần giữ kín vào lưng, vào đùi người ta nữa chứ. Đó là hành động không đẹp mắt, anh thấy rất khó chịu. Những người con gái nết na không bao giờ đụng chạm vào người con trai và không bao giờ để người con trai đụng chạm vào cơ thể mình. Tất nhiên là trừ quan hệ với người yêu hoặc vợ chồng, nhưng cũng trong điều kiện là chỉ có hai người thôi. Em đừng nghĩ là anh quá phong kiến nhé. Trong nếp sống mới, người ta cần xây dựng những điểm như thế đấy. Trên đây là một vài điểm cụ thể của cuộc sống mà thôi. Nhìn chung lại, theo anh nghĩ, một con người, nhất là một người con gái, biết cởi mở nhưng lại biết kín đáo, biết hồn nhiên nhưng lại biết ý tứ tế nhị, biết vui tươi nhưng lại biết tránh ồn ào phô trương, thì sẽ được mọi người quý mến và tôn trọng. Bây giờ anh nói đến mặt hình thức. Em có biết em là một cô gái đẹp không Ngân? Thực đấy, em đẹp lắm Ngân ạ. Không phải vì anh yêu em mà anh khen em đẹp đâu. Nhiều người khen em như vậy đấy. Cũng nói thêm rằng, không phải chỉ vì em đẹp mà anh yêu em đâu. Tuy đó cũng là phần quan trọng. Mọi vẻ đẹp sẵn có trên cơ thể em, từ khuôn mặt đến đôi mắt, sống mũi, hàm răng, làn tóc, đối với anh đều là vẻ đẹp hoàn hảo rồi. Không cần tô vẽ gì thêm nữa. Ôi, giá như em cũng cạo lông mày cho nhỏ đi, cũng bịt răng vàng, hoặc cũng tô vẽ diêm dúa như một số cô gái khác, thì anh buồn lắm đấy. Đáng mừng là em không như thế. Hãy tiếp tục sống giản dị như em đã sống nhé. Những màu áo em mặc anh đều rất ưa nhìn. Đặc biệt, anh rất thích cái áo xanh màu nước biển của em. Vì đó là màu xanh anh ưa thích, vì cái áo đó anh thấy em mặc khi anh mới quen em. Chiếc áo ấy đã trở thành kỷ niệm của anh rồi. Mỗi lần gặp ai mặc áo màu ấy, anh lại nhớ đến em với tình cảm đằm thắm lạ lùng. May quần, em đừng may bằng loại vải bóng láng nhé. Trong này có loại vải satin ni lông bóng nhảy anh rất ghét nhìn. Người mặc quần vải ấy đi ngoài nắng trông cứ bóng nhảy lên, làm anh có cảm giác là bao nhiêu mỡ trong cơ thể họ đều chảy ra thấm ướt đẫm quần ấy, dễ sợ quá. Nói chung, trong đồ trang sức không nên dùng thứ gì quá sặc sỡ hào nhoáng. Em thử quan sát xung quanh mà xem, nhìn vào một vật có màu rực rỡ chói lòa, cảm giác đầu tiên là thấy hấp dẫn muốn nhìn ngay, nhưng sau đó là cảm giác nhức nhối khó chịu không muốn nhìn nữa. Nó có một sức đẩy đối với ánh mắt của con người. Trái lại, một vật có màu sắc dịu dàng, có bề mặt mịn màng. Khi mới đến, người ta ít để ý, nhưng khi đã thấy thì muốn ngắm nhìn mãi, ngắm nhìn không mỏi mắt. Nó có một sức hút đối với ánh mắt của con người. Trong tính tình con người cũng vậy đấy. Một cô gái nói to, cười lớn, nô giỡn, ồn ào, dễ làm cho người ta quen biết, nhưng lại
rất ít làm cho người ta yêu. Còn một cô gái nói năng nhỏ nhẹ, kín đáo, không khoe mình ra trước mọi người, thì khó được người khác để ý đến trong những lần gặp đầu tiên. Nhưng sau đó sẽ làm cho người ta quý mến, để lại những ấn tượng đậm đà trong tình cảm người ta, khiến người ta muốn gặp, muốn nói chuyện mãi. Anh nói thêm một điểm nữa về phong cách sống nhé. Trong công tác cũng như trong đời sống riêng tư, biết độc lập suy nghĩ hành động là đúng, mặt khác lại phải biết lắng nghe ý kiến của những người xung quanh thì mới dễ tiến bộ. Cần phải biết xem xét cách sống của những người xung quanh, thấy cái xấu của họ mà tránh cho mình, thấy cái tốt của họ mà làm theo. Ở chỗ em có Hải được nhiều người khen về tính nết. Riêng anh cũng thấy cô ấy rất khéo léo trong cách đối xử, nói năng thì dịu dàng lễ độ, quan hệ với mọi người thì đúng mực. Em nên học tập những điểm tốt ở cô ấy. Em yêu thương của anh. Em đã nói với anh rằng khi đoàn tụ em sẽ chiều anh gấp bội. Anh tin đó là lời nói chân thực của em. Chắc chắn em sẽ làm đúng lời nói ấy. Những điểm anh nói trên đây là những điểm anh muốn được em chiều đấy. Em thấy có khó không? Chắc không khó đâu em nhỉ. Ngược lại, anh cũng sẽ chiều em rất nhiều. Có những điều gì em chưa hài lòng ở anh, có những điều gì em mong muốn thì em cứ nói, anh sẵn sàng tiếp thu và sẵn sàng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của em. Anh nói những điều như trên, em có cho là anh quá xét nét nhỏ nhặt không? Em có cho là anh khó tính không? Anh thì thấy cần phải như thế em à. Đó mới là yêu thực sự. Nếu thấy những nhược điểm của người yêu mà cứ nhắm mắt bỏ qua hoặc bao che cho nó thì chỉ làm hại người yêu mà thôi. Rồi đây, trong quá trình sống với nhau, anh cũng sẽ làm như vậy đấy. Anh sẽ rất chiều chuộng em và cũng sẽ rất nghiêm khắc với em. Đấy, anh đã giải bày cho em rõ con người anh là như thế đấy. Em có thông cảm được không? Viết tới đoạn trên, anh bỏ bẵng mấy ngày vì anh say mê đọc cuốn tiểu thuyết của Elena Ilyina Nhande, Tuổi trẻ Các Mác. Đọc xong cuốn sách đó, anh cầm bút tiếp tục viết cho em đúng ngày 1 tháng 7, ngày sinh của anh, ngày anh vừa tròn 27 tuổi. Vào tuổi này, nhiều thanh niên đã có vợ có con rồi đó, còn anh thì mới yêu, đang yêu tha thiết. Anh lại nói với em về tình yêu, nhưng không nói về anh nữa, mà nói về tình yêu cao thượng của hai con người mẫu mực trong nhân loại, Các Mác và Jenny. Khi Các Mác hỏi Jenny, Jenny có yêu Các không? Và Jenny trả lời, có, Jenny rất yêu Các. Thì Các 18 tuổi và Jenny 22 tuổi. Từ đó, hai người càng gắn bó mật thiết với nhau hơn, giữ gìn tình yêu như một thứ quý giá nhất trên đời, tuyệt đối trung thành với nhau.